Xin kính chào quý vị. Hôm nay thời tiết trên toàn khu vực Hải Phòng vẫn tiếp tục hanh khô. Độ ẩm không khí trưa nay khá thấp, ở ngưỡng 40 đến 55%. Nhiệt độ dao động trong khoảng từ 21 đến 29 độ. Từ ngày mai, thời tiết trên toàn khu vực Hải Phòng bắt đầu chuyển mưa rông. Độ ẩm tăng lên 75 đến 80%. Nhiệt độ giảm nhẹ dao động từ 20 đến 27 độ do không khí lạnh tăng cường nên ở huyện đảo Bạch Long Vĩ có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nhiệt độ ở ngưỡng 23 đến 28 độ, đậm là từ 60 đến 65%. Dự báo Hải Phòng sẽ duy trì kiểu thời tiết nhiều mây, có mưa rông, nhiệt độ giảm đến thứ năm ngày 20 tháng 10. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết một số khu vực trên cả nước. Do chịu ảnh hưởng của lưỡi ép cao lạnh lục địa tăng cường yếu nên khu vực Bắc Bộ trời lạnh về đêm và sáng, vùng núi trời rét, từ trưa chiều có mưa rông. Nhiệt độ giao động từ 13 đến 30 độ, đoạn là từ 60 đến 65%. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm không mưa, ngày nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh, từ trưa chiều rải rác có mưa rông nhiệt độ giao động ở ngưỡng từ 19 đến 31 độ, đoạn là từ 65 đến 70%. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rông, cục bộ có mưa to. Trong mưa rông cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ giao động từ 22 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ, đoạn là từ 80 đến 85%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng chuyển mưa rông vào chiều tối. Nhiệt độ ở khu vực Tây Nguyên là từ 18 đến 21 độ, độ ẩm là 85 đến 90%. Còn Nam Bộ là nhiệt độ dao động từ 23 đến 33 độ, độ ẩm là từ 85 đến 90%. Thưa quý vị, cơn bão số 6 đang tiếp tục hướng đến quần đảo Hoàng Sa với tốc độ khoảng 15 km h Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 14. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, Bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và có khả năng suy yếu dần. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tiếp tục suy yếu dần khi vào vùng biển Hà Tĩnh Quảng Bình. Trên biển đêm nay và ngày mai, ngày 19 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Nam, khu vực giữa biển Đông bao gồm phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6 cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 3 đến 5 m. Vì thế tàu thuyền nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão này cần tiếp tục di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Diễn biến của cơn bão số 6 sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết 3 ngày tiếp theo trên khu vực Hải Phòng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.